Lên lộn là ai? Lên lộn là ai? Mai đi nhá. Dạ, em chưa. Chơi đứng dạng Mai. Dạ. Em không biết. Vậy thì Quang Trung. Dạ, em không biết. Bây giờ nhá, tôi cho cậu một câu hỏi cuối. Nếu như cậu không trả lời được thì cậu nhanh thôi. Dạ. Chúng ta thì mình là ai? Cậu nhá. Dạ, đã bao giờ em cũng không biết. Cậu nhá, cậu suốt ngày em chưa được rồi, không hiểu không? Bây giờ nhá, mời cậu ra mặt. Nhớ là mình tưởng gì? Sao ở đâu? Bây giờ hỏi thầy nhá. Thầy có biết thầy chơi cô manh kéo? Manh kéo? Từng là không? Thầy có bài của thầy. Cậu nhá, cậu là luôn luôn không học bài.